Cho em hỏi một xíu là chị làm nghề gì và mức lương bao nhiêu được không ạ? Mình làm giáo viên tiếng Anh, mức lương thì cũng giống như mọi người thôi. Chị có thể cho em xem nơi làm việc của chị được không ạ? Ok, đấy. Đây là nơi làm việc của chị và đây là các đồng nghiệp của chị này. Hello chị. Vậy chị đã làm ở đây được bao nhiêu lâu rồi ạ? Mình làm ở đây được còn 1 năm rồi. Vậy chị thấy môi trường hay là công việc ở đây thì như thế nào? Môi trường thì mình thấy thích môi trường ở đây tại vì mọi người luôn giúp đỡ và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Vậy điều gì khiến chị cảm thấy gắn bó cũng như là có động lực để đi làm nhất? Động lực lớn nhất thì chắc là vì sự tiến bộ của các bạn học sinh. Khi mà mình thấy các bạn học sinh tiến bộ thì mình rất là vui. Và bạn ấy đạt được những thành tích thì mình cảm thấy rất là vui. Vì có một rất ý nghĩa. Bây giờ thì cũng sắp đến giờ học rồi thì không biết là bạn có muốn ở lại để xem thử lớp học của cô không? Ok luôn cô. First one we have C. C. Okay, she. She. Okay, Sue. Sue. Okay, shoe. Shoe. As. As. Okay, ash. Ash. Sue. No, Sue. Sue. And. Shoe. Shoe. Đó, hai cái của em đọc nó bị hơi giống nhau á thì. Sh. Okay. Sue. And Sue. Đó. Miss Sue vẫn bị hai cái âm này nó khá là giống nhau đó. Mình sẽ đọc là gì ạ? Sip, ship. Okay, so listen to me. Sip, ship. As, ash. Who here did a meditation? Thiền. You? Yes, yes. Thiền, ngồi thiền ạ. Just not take something. Take some medicine. Yes, take some medicine. Okay. Really? It's baseball. Baseball? Baseball? Baseball, really? Korea. No, no. No, is it basketball? But it's not basketball. Okay, pronunciation. Stay focused on that. Okay, boxing. Okay, next. Is it? Yes. Em thấy lớp học của cô Lam thì 10 điểm không có nhưng cô giáo của em thì không phải của chúng em thì vui vẻ, nhiệt huyết và em mê cái giọng cô đọc tiếng Anh đấy. Mình cảm nhận lớp học của cô Nam thì cô là một người tràn đầy năng lượng. Lớp học rất là vui và bổ rất là nhiều điều tích cực, nhiệt huyết, trẻ trung, năng động. Cảm nhận lớp học của cô Nam rất là vui ạ. Và các bạn rất là nhiệt tình, xinh đẹp và năng động, nhiệt tình. Vậy là hết buổi làm việc của chị rồi. Bây giờ thì chị phải đi về nhà đấy nha. Bye bye. Cảm ơn chị vì buổi trải nghiệm thú vị ngày hôm nay. Bye bye. Bye bye. Miss Hoa giao tiếp, tiếng Anh là chuyện nhỏ.